Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng. Nữ mạng Đinh Mùi phải trải qua rất nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận và trung vận, đến hậu vận thường mới có được yên ổn, thành thơi, hạnh phúc. Và để có thể hiểu rõ hơn về diễn biến cuộc đời của mình, thì bản mệnh tuổi này xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem những phân tích về tử vi ngay sau đây của Thầy Gia Cát. Xin mời tất cả quý vị. Gia chủ nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, có cung mệnh thuộc cung Đoài, mạng Thiên Hà Thủy, nước sông Thiên Hà, xương con dê, tướng tinh con rồng, bà chúa Ngọc độ mạng. Có thể khái quát cuộc đời nữ mạng Đinh Mùi qua bài thơ sau. Đinh Mùi, mạng thủy số này, thiên hà nước chảy nhỏ hoài như mưa, thu đông sinh đặng thuận mùa, xuân hạ lỗi số, gái mà chẳng nên, không phần làm bạn với ai, ăn rồi quẹt mỏ, rõ loài phản ta. Số này thân gái âu lo, chồng con lo lắng một tay dựng nhà, tiền bạc như thể chiêm bao, buổi đầu giàu có sau rồi cũng tan, nhiều khi trách phận buồn than, cũng thời một tuổi họ cầm bạc muôn, có tay thương mại bán buôn, thế mà chẳng được tình thương đậm đà, vợ chồng cách trở đôi ba, nếu mà có phước mới hòa thuận nhau. Tổng quan, nữ mạng Đinh Mùi phải trải qua rất nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận và trung vận đến hậu vận mới được tạm thời yên ổn, thảnh thơi hưởng phúc. Chuyện tình cảm của nữ mạng Đinh Mùi được nhiều tốt đẹp. Những người tuổi này có số hưởng thọ trung bình từ 78 đến 86 tuổi. Những người làm nhiều việc thiện, sống thật thà, tự khắc sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nữ mạng Đinh Mùi được phân chia thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được với bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nữ mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo công danh, gia đạo thuận hòa, yên vui, công danh chỉ dừng lại ở mức trung bình. Sự nghiệp sẽ được vẹn toàn vào năm 40 tuổi, tài lộc dồi dào, không bao giờ phải bận tâm, lo nghĩ hay lo lắng. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc nữ mạng Đinh Mùi nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Mậu Thân, Canh Tuất, Giáp Dần để cộng tác thì mọi chuyện sẽ luôn được suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thu về nhiều tài lộc, lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thành công về mọi mặt, gia đình được giàu có về tiền bạc khi nữ mạng Đinh Mùi kết duyên với chồng ở các tuổi đó là Mậu Thân, Canh Tuất và Giáp Dần. Đây là các tuổi hợp với tuổi cả về đường tình duyên và tài lộc. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn kết duyên với các tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi và Ất Tỵ. Cuộc sống túng thiếu hay có mâu thuẫn khi nữ mạng Đinh Mùi nên duyên vợ chồng với các nam mạng tuổi Kỷ Dậu, Ất Mão và Quý Mão. Nguyên nhân là vì ba tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm xung khắc trong đường tình duyên 20, 24, 26, 36, 38 và 44 tuổi, bạn không nên lấy chồng, kẻo vợ chồng dễ bị chia lìa xa cách. Nữ mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thường gặp nhiều khó khăn cho con đường hôn nhân. Để tăng cường tình cảm vợ chồng, hóa giải tuổi xung khắc, nữ bản mệnh Đinh Hợi có thể thỉnh pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp, Hợi, Mão, Mùi. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, khắc hình ba linh vật Hợi Mão Mùi, mang năng lượng hội tụ, giúp hòa hợp các mối quan hệ gia đình, gia đạo, từ đó yên ấm, bình an, đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp chiêu đón quý nhân tiền tài cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, Hợi Mão Mùi cũng cần được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy công năng tốt nhất, tương hỗ cho từng gia đình một cách tối đa. Tuổi đại kỵ, nữ mạng Đinh Mùi không nên kết duyên hay hợp tác trong công việc với những tuổi đại kỵ sau. Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý. Nếu kết hợp mọi chuyện sẽ gặp nhiều bất lợi, chuốc lấy thất bại, tình duyên dang dở, không được bền lâu. Gặp tuổi đại kỵ, mọi chuyện phải cẩn thận và giản dị hết mức.
Nếu chót yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức đám cưới, cưới hỏi rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được bề trên chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến cuối đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, 27, 36 và 42 tuổi là những năm xung khắc trong cuộc đời nữ mạng Đinh Mùi. Bạn cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc, đề phòng tai họa, ốm đau bệnh tật, hao tốn tiền của. Những dự định lớn, những việc quan trọng bạn nên để sang các năm khác thực hiện sẽ tốt hơn. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để hỗ trợ cho vận trình của mình luôn được suôn sẻ, bình an. Đây chính là vật phẩm chiêu tài, nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm mang ý nghĩa pháp khí to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước chính là biểu tượng của Bát Bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật độ mạng, giúp cho mọi việc luôn được suôn sẻ, thuận buồm, sức khỏe an khang. Có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai nạn qua khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của các gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa, cần thực hiện những chuyện lớn, quan trọng, thì nữ mạng Đinh Mùi nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng chẵn là tốt nhất. Khởi hành vào thời điểm hoàng đạo này, công việc sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, thành công, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, trong những năm này, công danh sự nghiệp đều đạt được thành công, nhưng tình cảm thì không thuận lợi cho lắm. Phải hết sức thận trọng trong mọi việc chi tiêu tài chính thì sẽ tránh được những hao tổn không đáng có. Từ 26 tuổi đến 30 tuổi, chuyện tình duyên và công việc vô cùng suôn sẻ thuận lợi, cuộc sống thêm phần dư giả vào những năm này. Bạn nên tận dụng cơ hội để phát triển công việc, sẽ thu về được những thành quả ngoài sự mong đợi. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào những năm này, tiền bạc dồi dào, công việc có nhiều triển vọng hơn, nhưng bạn không nên xuất hành đi xa hay giao thương tài chính. Bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm tới gia đình, con cái. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, tài vận và cuộc đời ngày càng đi lên trong khoảng thời gian này. Nếu cộng tác với những người trung thực hợp tuổi ở trên, sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp về công danh sự nghiệp. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong thời gian này, công việc cuộc sống của bạn khá lạc quan, tình cảm được như ý, có nhiều cơ hội phát triển công danh sự nghiệp của mình, nhưng không nên giao thương tài chính. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian khá ổn, tài lộc dồi dào, cuộc sống và gia đạo được tốt đẹp. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong khoảng thời gian này, bạn nên thận trọng hơn trong công danh sự nghiệp, cần xem xét nhìn nhận mọi việc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Những chuyện khác đều bình thường. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Đinh Hợi sinh năm 1967, nữ mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm, số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc tất cả quý vị chúng ta luôn giữ được sức khỏe tốt, sống lạc quan và thật hạnh phúc.